đó giới thiệu với bạn 577 là đôi này là đôi bộ to. Bạn có thể nhìn rõ là bộ rất to luôn. Con này bộ rất to luôn. Bộ rất to luôn. Clip số 577. Đó. Bộ rất to luôn. Rất đẹp. Đây là giống chim mã ngỗng phấn hồng và chim âm thổ và chim khổng lồ. Đây là nằm trong các nhóm đặc biệt, nhóm tuyển chọn của trang trại chim cu gáy hay miền Bắc do đồng chí Thao duy trì và quản lý, đăng trên kênh YouTube các bạn nhé. Đấy, đây là giống chim bộ to. Đấy, mã ngỗng phấn hồng. Đấy, chim gốc Bắc chuẩn luôn. Các bạn nhé. Chim này là chim là nhà trang trại nuôi đúc ra, không phải là chim rừng các bạn nhé. Độ thuần rất là ok luôn. Đây là clip số 577 bởi vì là có một bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu là thực hiện quay clip đôi chim theo yêu cầu của bạn ấy, thì mình đặt tên là clip số 577. Bạn có cái đuôi số điện thoại là 577 thì mình sẽ gửi. Bạn thấy khá là chân khá là đỏ. Mình có thể zoom lại chút cho bạn nhìn rõ. Đây. Chân rất là đỏ. Bộ rất là to. Người rất là trườm. Đây là giống chim chưa hề có tí cườm nào nhưng bộ rất to các bạn ạ. Chưa có tí cườm nào, bộ rất to.